Chào các bạn, mình định chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip chia sẻ mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết một bộ hồ sơ để đổi bằng lái xe máy, bằng lái Việt Nam ấy sang bằng lái ở Nhật thì chúng ta cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và cái lộ trình nó đi như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về cái bộ hồ sơ này. Thế là mình cũng khi mình cứ tìm hiểu trên mạng thì YouTube thì có rất nhiều chia sẻ nhưng mà nó không có cái clip nào nó chi tiết cụ thể và nó không có cái nào nó ghi rõ là hồ sơ cái gì và các bạn phải điền những thông tin và gửi đến đâu hay như nào. Bạn bao quát chỉ chung chung là đổi thứ này này kia trên lý thuyết không có chi tiết gì cả. Thì hôm nay mình đã quyết định chuẩn bị một cái hồ sơ video thực tế là mình có đi đổi bằng lái xe ở tỉnh Kanagawa. Đó thì các bạn nào mà ở Kanawa thì có thể xem chi tiết một bộ hồ sơ có những gì và cái lộ trình và cái phần thi lý thuyết cần chuẩn bị như gì thì mình sẽ chia sẻ cho cái phần video tiếp theo. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì. Thì đầu tiên vấn đề hồ sơ thì các bạn cần phải chuẩn bị như thế này. Thì hồ sơ thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình bằng lái xe. Thì đối với cái bằng lái xe loại cứng này thì các bạn cần phải check xem là ngày tháng. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị với cái bằng này. Cái bằng này thì bằng Việt Nam này. Thứ hai là cái thẻ ngoại kiều của bạn này. Cái thứ ba là cái hộ chiếu của bạn này. Mình có hai quyển hộ chiếu thì cái hộ chiếu tí nữa mình sẽ nói chi tiết sau. Cái thứ ba là cái ảnh. Ảnh thì các bạn theo cái size của nó là cái bạn ảnh 30x12x4 loại thi bằng lái xe và cái 50x40 loại này. Cái này các bạn có thể chụp ở ngoài cây chụp ảnh hoặc là các bạn có thể đến chỗ thường ở nơi sát hạch lái xe người ta sẽ có đặt luôn cái cây chụp ảnh nó theo cái size sẵn của các bạn có thể ra đấy chụp. Cái này chụp ở trên kia thì mất có 300 yên. Đó. Cái 1 2 3 4 5. Cái tiếp theo là các bạn cần phải có cái giấy Jiminho. Cái giấy Jiminho cái bản sao cư trú của bạn ấy. Đó thì cái này các bạn xin ở trên C hoặc là còn nếu các bạn có thẻ My Number thì các bạn có thể xin hoặc lấy luôn ở ngoài cửa hàng có mini. Đó. Tiếp theo là phải có cái bảng lái xe. Đối với cái bảng lái xe thì các bạn cần phải có cái bản dịch sang tiếng Nhật để cho người ta biết được. Đây. Thì cần có cái bản dịch sang tiếng Nhật. Đó. Thì cái bản dịch tiếng Nhật này thì các bạn sẽ xin ở đâu thì mình sẽ chỉ trong phần tiếp theo. Đó thì gồm có hồ sơ thì gồm có như vậy thôi. Thì chi tiết thì từng cái giấy tờ các bạn phải chú ý như sau. Thì đối với cái bằng lái xe của các bạn ấy thì quy định về cái bằng lái xe để điều đủ điều kiện để các bạn đổi sang cái bằng của Nhật thì thứ nhất là đối với cái bằng tất cả các loại bằng A1 ở Việt Nam, bằng lái xe A1 thì các bạn có thể đổi sang tới xe máy cái bằng lái xe xe máy ở Nhật lên tới cái loại 125cc ấy. Đó thì các bạn có thể đổi sang bằng này hoặc là 50cc loại thì các bạn có thể đổi ra được. Đối với cái bằng này thì điều kiện nó là các bạn sau khi mà các bạn phải thi bằng lái xe và ở Việt Nam lưu trú bạn cứ nhớ là lưu trú nhé, còn người ta yêu cầu đi các bạn phải lái xe cơ, nhưng mà cần bạn sau khi mà các bạn thi bằng lái xe ở Việt Nam xong, bạn phải từ cái thời điểm mà các bạn nhận bằng cho đến cái thời điểm mà các bạn sang Nhật phải tối đa phải có ít nhất là 3 tháng lưu trú ở Việt Nam đó và một số cái đó về cái bằng lái xe. Bằng lái xe thứ nhất là thứ hai là cái phần hộ chiếu. Đối với hộ chiếu thì nếu mà các bạn chưa đổi hộ chiếu lần nào một hộ chiếu nguyên thì các bạn sẽ chỉ cần nộp nguyên cái này thôi. Còn đối với những trường hợp mình ở bên Nhật đấy lâu rồi quá 10 năm hay là cái hộ chiếu bạn quá 10 năm rồi thì các bạn cần phải nộp, khi mà các bạn nộp lên thì các bạn nộp cả cái hộ chiếu mới và hộ chiếu cũ để người ta check được cái thời gian mà các bạn nhập cảnh vào Nhật này, xem là cái từ cái điểm thời điểm mà các bạn nhận cái bằng lái xe này cho đến cái thời điểm mà các bạn sang Nhật thì nó có đủ 3 tháng hay không. Đó, đối với cái hộ chiếu. Tiếp theo về cái vấn đề ảnh thì mình cái này thì đơn giản, các bạn có thể chụp ở chỗ sát hạch lái xe. Thẻ ngoại kiều thì đơn giản rồi, thì các bạn sẽ cầm thẻ ngoại kiều thôi, người ta sẽ check. Ok, thì đối với cái bằng lái xe này thì các bạn cần phải dịch sang tiếng Nhật để cho người ta. Dịch sang tiếng Nhật thì chỉ có bên thì người ta yêu cầu hai đối tượng. Một là các bạn sẽ dịch ở bên GIS là bên bộ phận chuyên môn để dịch cái bằng lái xe cho người nước ngoài để đổi ấy. Thứ hai là các bạn có thể dịch vào công chứng ở đại sứ quán Việt Nam ở Nhật. Đó thì hai đơn vị này sẽ đứng ra là người đại diện để chứng thực cái giấy dịch và chứng thực cái giấy tờ cho các bạn đó. Thì
GIF nhỉ, thì nó từng tỉnh thì sẽ có những cái chi nhánh đóng ở đó, thì các bạn lên Google thì mình chia sẻ cho các bạn xem nhé. Quay màn hình cho các bạn nhìn hình dung dễ. Ok. Rồi, ví dụ như mình ở Kanagawa Ken, thì mình ở tỉnh Kanagawa thì các bạn sẽ ấn vào cái GIF. Đây đấy, mình có từ khóa đây này, GIF. Mình ở Kanagawa thì các bạn sẽ nhập là Kanagawa, các bạn ở Hiroshima hay là ở Osaka thì các bạn ấn, thì mặc định thì sẽ nó sẽ hiện ra cái địa chỉ và cái thông tin. Thì cái dịch này thì các bạn sẽ copy cái mặt hai mặt copy hai mặt của cái bằng lái xe của bạn, mặt trước và mặt sau trên một tờ giấy. Thứ hai là các bạn sẽ kèm theo cái tờ mẫu đơn để còn yêu cầu của giao dịch này á. Cái mẫu đơn thì mình sẽ ghim ở cái đường link cái mẫu đơn ở dưới cái phần comment video, hoặc bạn nào cần thì có thể comment ở dưới video mình sẽ gửi cho các bạn. Và kèm theo lệ phí thì từng tỉnh nó sẽ quy định, mình sẽ tách cái này ra nhé. Ok, thì cái phần lệ phí thì từng tỉnh mình thì không rõ đâu, nhưng mà ở Kanagawa thì sẽ mất 4 sen, đã bao gồm cả cái lệ phí gửi lại cho các bạn rồi. Thì các bạn sẽ copy cái thẻ quen thẻ kìa, copy cái giấy phép lái xe này hai mặt trên một tờ giấy, kèm theo cái đơn này cái đơn của bạn, đơn thì mình sẽ ghi bên dưới, cái theo là cái lệ phí thì đối với Kanagawa Ken là 4 sen bao gồm cả lệ phí, thì các bạn sẽ đóng vào trong một cái tờ cái phong thư, thì các bạn sẽ đi ra ngoài bưu điện các bạn gửi. Thì đối với cái phong thư, những cái loại bì thư mà các bạn nhét tiền mặt trong đó, thì các bạn sẽ bảo nhân viên nó là đóng cho cái dấu và cái Genkin Kaki Kakitome Kakitome là các bạn có xác thực, các bạn có gửi tiền mặt trong đó để người ta chứng thực đó, thì các bạn sẽ gửi đi. Thì sau tầm tầm ba tầm đến trong vòng một tuần thôi thì người ta sẽ gửi lại cho các bạn, theo thư bảo đảm sẽ gửi lại cho bạn. Thì nó mẫu đơn nó sẽ gồm như thế này, nó dạng như kiểu này, thì gồm hai tờ và cái thông tin cá nhân của bạn này, và chứng thực về cái một số điều lệ các loại, cái loại bằng ở Việt Nam này. Đối với những loại bằng A1 thì có thể đổi sang loại từ 50cc cho đến 175cc, đó có nghĩa là bạn sẽ đổi sang 125 bằng 125. Ok, đó với cái bằng như này. Tiếp theo, sau khi bạn dịch xong giấy tờ rồi thì các bạn cần phải chuẩn bị xong giấy tờ rồi, thì các bạn cần phải đăng ký để người ta chọn ngày thi lý thuyết và thi thực hành. Đối với trường hợp mà các bạn đổi 50cc thì các bạn chỉ cần thi lý thuyết và ấy thôi. Còn đối với các bạn thi bằng 125cc thì các bạn cần phải thi lý thuyết và thi thực hành. Thì các bạn cần phải đăng ký như thế nào? Từng tỉnh thì khi thi bằng lái xe thì các bạn sẽ thi đăng ký theo Bộ Công an của từng tỉnh nơi các bạn đang sinh sống, mình ở Canada. Ok. Thì các bạn cách tìm như sau, thì các bạn chờ mình một chút nhé. Mình đã quay màn hình chia sẻ cho các bạn. Ok, thì các bạn sẽ lên Google và các bạn tìm kiếm cho mình tên ghi gõ tên tỉnh của các bạn và gõ thêm cái Untenmenkyo Senta. Ví dụ mình ở Kanagawa Ken, Untenmenkyo Senta thì mình sẽ ấn như này, rồi mình sẽ ấn tìm kiếm. Ok, thì nó sẽ mình sẽ đi vào sẽ ấn vào đó, mà các bạn ấn vào trang web đi. Vào trong web thì nó sẽ hiện ra luôn cái thông tin, địa chỉ này, cái xa hình, tất cả thông tin liên quan tới cái nơi mà các bạn đăng ký. Thì điều bây giờ các bạn sẽ một có hai trường hợp, một là các bạn đi đến trực tiếp đó các bạn đăng ký để gọi mang hồ sơ đến và đăng ký thi, hai là trong trường hợp bạn gọi điện. Thì hiện tại đang dịch corona, thời điểm mình đăng ký thì là đang dịch corona, thì mình người ta chỉ yêu cầu chỉ nhận là đăng ký qua điện thoại thôi, thì mình có điện gọi điện và người ta sẽ chỉ định cái ngày. Đầu tiên người ta sẽ chỉ định cái ngày cho bạn là thi. Nếu mà các bạn ngày đó bạn không 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 thi được hay bận gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể đổi ngày đó sang một ngày khác. Đó, cái lệ phí đó thì các bạn sẽ cần phải tìm kiếm như thế này. Đó, cái phần đăng ký nhé, thì bạn sẽ trong này bạn một là bạn gọi điện thoại đến đây, hai là bạn đi đến cái địa chỉ này, đi đến địa chỉ này để các bạn nộp hồ sơ ở đó. Tiếp theo. Khi mà các bạn đăng ký xong rồi, cái ngày mà bạn đi thi á, thì các bạn cần chuẩn bị một số như này. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị sẵn một cái tra cứu, trước khi mà các bạn đăng ký á, khi vào để mang hồ sơ đến á, người ta sẽ yêu cầu các bạn tra cái thông tin phải giấy phép lái xe của bạn trên mạng này, xem là người ta có check được cái thông tin của bạn trên online không. Thì đối với những cái loại thẻ cứng này á, thì Việt Nam người ta đã update online hết rồi, thì là nếu mà các bạn bạn cần phải kiểm tra trước này nhé, để cho nó dễ.
thì đến mặc định người ta sẽ yêu cầu bạn kiểm tra này. Nếu mà các bạn kiểm tra mà không ra cái thông tin của bạn trên online thì người ta sẽ không chấp nhận đó. Thì nên các bạn sẽ chuẩn bị trước. Thì các bạn sẽ lên Google, các bạn sẽ ấn chữ tra cứu giấy phép lái xe, rồi các bạn sẽ ấn tìm kiếm. Rồi thì đây thì nó hiện ra luôn cái trang web GPLXGOV Việt Nam này đó, thì các bạn sẽ ấn vào đây luôn. Rồi thì ở đây thì các bạn sẽ kiểm tra cái giấy phép lái xe của các bạn trước đi, để các bạn lưu đây thôi, hoặc các bạn chụp màn hình trước, khi đến đó người ta nhân viên người Nhật người ta hỏi thì các bạn đưa cho người ta xem luôn, đỡ mất thời gian. Thì khi đến đó đông người hay là bạn run hay là mất bình tĩnh thì kiểm tra rất chi là khó, thì mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn một vấn đề này. Thì đối với cái loại này, loại giấy phép lái xe thì các bạn, đối với cái loại thẻ cứng này thì không có thời hạn, không có thời hạn thì các bạn sẽ để loại PET này, loại cũ này, PET không có thời hạn này, các bạn chọn ở đó này. Tiếp theo là cái số giấy phép lái xe, thì các bạn trên giấy phép lái xe các bạn sẽ nhập cái thông tin của bạn bao nhiêu đó. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh. Thì các bạn sẽ nhập năm sinh trước này, xong là tháng ngày này. Tiếp theo sau đó các bạn sẽ nhập cái ký tự bảo vệ, mã bảo vệ này, rồi các bạn sẽ ấn vào tra ra cứu giấy phép lái xe. Rồi nó sẽ hiện ra cái thông tin của bạn. Rồi các bạn đưa cho cái nhân viên nhận hồ sơ của bạn thì người ta check. Đó thì mình xong nhé. Xong là cái vấn đề check lái xe. Đó cái trình tự nó như thế, khi mà các bạn đến hôm bữa thi người ta sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn. Sau khi mà bạn cả người ta check thông tin, đưa thẻ ngoại kiều, đưa cái giấy hồ sơ ra cho người ta, đó thì người ta sẽ đưa cho các bạn check vào một cái tờ giấy nữa. Thì đây một số cái câu hỏi mà người ta sẽ hỏi bạn trước khi các bạn vào thi lý thuyết. Trước khi mà người ta nhận hồ sơ, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu tích vào này. Trong những năm gần nhất bạn có từng bị bất tỉnh hay là nguyên nhân bao gồm không. Nói chung là có hai loại. Nếu mà các bạn chọn tỉnh của bạn chọn có tiếng Việt thì bạn sẽ bảo tôi sẽ chọn bản tiếng Việt, thì người ta đưa giấy tờ tiếng Việt thì các bạn tích vào đây. Hay là tiếng Nhật thì nói chung là tiếng Việt hay tiếng Nhật thì đều giống nhau, thì các bạn cứ tích vào ý ấy hết cho mình. Nếu là tiếng Nhật thì là ý ấy, còn nếu mà là tiếng Việt thì là không. Các bạn nhìn thấy đó, nó cơ bản như này. Rồi các bạn sẽ ghi ngày tháng và ký tên ở đây. Đó, ở phần sau này cũng có một tờ nữa. Đó, phần sau này là phần tiếng Nhật này các bạn này. Đó, phần sau này là phần tiếng Nhật, đó các bạn nhìn nhé. Không cần phải đọc gì, không cần hiểu nội dung, các bạn tích về ý hết. Nói chung là cái phần liên quan đến thông tin giao thông của các bạn thôi. Đó, thì lệ phí thi lần lý thuyết sẽ ở Canada Hoa Kỳ sẽ là 2/6. Các bạn sẽ mua tem ở, sẽ đóng lệ phí bằng hình thức là các bạn mua một cái tem ở bên quầy bên cạnh, người ta sẽ chỉ dẫn cái quầy mua cái tem rồi dán nó đó. Mình đâu nhỉ? Ở đây chúng mình có lưu không? Không, trong này không có các bạn nhé. Thì hồ sơ đây là cái bộ hồ sơ mình thi xong lý thuyết rồi, thì được có 80 điểm. Thì lý thuyết thì tùy từng tỉnh, có nơi người ta đã cập nhật là cho phép các bạn thi bằng lý thuyết bằng tiếng Việt. Thì những tỉnh nào có tiếng Việt thì các bạn thi tiếng Việt, không các bạn thi bằng tiếng Nhật. Ở Canada Hoa Kỳ thì có tiếng Việt rồi, thì các bạn sẽ thi 10 câu trong vòng 30 phút. Đối với thi bằng 125 thì sẽ thi đề giống với bằng ô tô. Vì vậy khi mà các bạn đã đỗ bằng 125cc rồi thì các bạn hoàn toàn có thể đổi từ 125 lên ô tô. Trong trường hợp đó thì các bạn không cần phải thi lý thuyết nữa, thì vì lý thuyết các bạn nó giống nhau, thì bạn đã thi rồi thì không cần, các bạn chỉ cần thi thực hành thôi. Đó, khi mà các bạn quay về trở lại với 125cc, thì khi mà các bạn một thi 125 cái phần thi thực hành thì phí sẽ là 1450, người ta đã ghi sẵn đây cho mình. Phí là 1 sen 450 yên. Thì trước cái hôm mà đi thi các bạn sẽ phải mua tem và dán ở đây và nộp cho người ta. Thì cụ thể phần thi lý thuyết như thế nào, sau khi mình thi ok xong thì mình sẽ chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho các bạn. Thì đối với đi thi xa hình, khi sau khi mà các bạn thi xong lý thuyết và báo đỗ rồi, thì người ta sẽ chỉ cho các bạn, đưa cho các bạn một cái, không phải đưa đâu, mà trên tường người ta sẽ phát cho các bạn cái xa hình. Xa hình đối với trường hợp mà đổi bằng từ bằng Việt Nam sang Nhật thì người ta sẽ đưa cho các bạn xa hình rồi các bạn sẽ xem. Một là các bạn sẽ tự học và tìm hiểu trên mạng, thì
sẽ có những cái người Nhật thì có những cái kênh như Trường Lái, người ta cũng có chia sẻ về cách hướng dẫn đi trong gia hình nhé, nhưng mà nó sẽ không có gia hình của người nước ngoài. Đó là một số cái chia sẻ về thi bằng lái, chuyển đổi bằng lái ở Nhật đó, không biết là nó có đủ đầy đủ chính xác hay không, có vấn đề gì mà các bạn không hiểu có thể comment ở video, mình sẽ giải đáp nếu nó trong phạm vi mình hiểu biết thôi đó. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái vấn đề thi 125cc. Tiếp theo về phần thi gia hình, sau khi mình thi đỗ xong thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn, đảm bảo các bạn nào ở canal thì sẽ đỗ nếu mà mình đỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip chia sẻ lần sau. Nếu thấy cái video mình hay và bổ ích thì đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.